Xin chào người kênh Phong Vũ 2367 mọi người nha. Nay lên một người ít kính râm mà, kính râm và gọng kính nè, có số kính lão nha mọi người. Đó. Đối với kính mắt thì cũng như cũ mọi người nha, đơn trên 300 ngàn người chuyển khoản đủ bao ship. Còn đơn dưới 300 ngàn người muốn được bao ship ấy, thì chuyển khoản thêm 15 ngàn nha mọi người. Lưu ý nha, 15 ngàn nha. Còn COD thì có nghĩa là em không bắt buộc mọi người phải chuyển tới tiền nha. Nhận thanh toán phí ship là 28.000 một đơn mọi người nha. Số điện thoại liên hệ cũng như số Zalo trên phần tiêu đề cho em. 0934 092367 nha mọi người. Rồi mọi người theo dõi những mặt hàng khác, cái kính mắt loại khác hay là cái mẫu mã phù hợp mình thì đăng ký cái này. Cảm ơn mọi người. Rồi bắt đầu video luôn ha. Rồi, lên mọi người mã ký hiệu đầu tiên là video này ký hiệu mã là 8 nha mọi người nha. 801 tháng 02 tháng 03 thứ tự nha. Rồi con này là kính Polaris nha mọi người. Đó. Cái này là chống chống lóa ha. Đó. Rồi đây. Cái này mình đeo đi đêm được nha mọi người ha. Đó. Đeo đi đêm được nha. Màu này mình thấy vậy thôi chứ nó ban ngày ban đêm đeo vẫn đi được nha mọi người. Nhận nhựa ha. Chống chói, chống UV nha mọi người. Hai cầu ha. Cái ống này ống nhựa nha mọi người. Màu hình tương đối. Con này chiều ngang của nó là 143 nha mọi người. 143. Mắt cao là 45 ha. Rồi 801, 220 nha mọi người. Không có thương hiệu, chỉ có một số ra thôi. Đó. Tiếp theo con 802 cũng giống con đó luôn, cũng 220 luôn. Mình lưu ý là cái kính đã có sử dụng rồi nha mọi người, trồng có sức tơ nhẹ nha, con kia cũng vậy nha. Đó. Nhưng mà đeo bình thường mọi người, mình mà đeo đi đường ok nha, giống con kia luôn nha, hơi xì luôn rồi, hai con giống nhau. Đó, hai con giống nhau nha, thì em này con không khỏi đo lại. Đó. Rồi con này cũng 220 mọi người nha, mã 802, 220k. Rồi tiếp theo mã 803 nha, con này 280 mọi người. Con này cũng chống chó luôn, con này một trồng màu đen nha. Đó, con này thì có thương hiệu, có thông số nè, gặm thường nha mọi người. Audat này. Thông số nó là 577140 nha. 577140, trồng nó cao là 37 mọi người nha. 37. Nói chung là cũng hàng sử dụng rồi mọi người. Trồng còn tương đối ok nha. Đó. Đó. Màu hình quá đẹp luôn, nước sơn nè. Còn keng luôn nha. Dây mắt mới tinh luôn. Con này ngang 142 mọi người nha, ngang 142. Nam đeo ha. Đây. Cũng vậy cho người. Đấy. Màu nó như mà này, màu nó cũng khá đó. Con em nghĩ con này đeo đi đêm cũng được, em chưa đeo thử nhưng mà nghĩ đeo đi đêm được. Thì những con mà trong chó cái trồng nó thường nó không có đen lắm mọi người, nó hơi sẫm khói như này. Màu hình còn rất đẹp nha. Dòng thường không phải dòng titan nha mọi người. Nhưng mà còn khá là đẹp. 803 280k. 804, 202, mấy dòng thể thao này ít khi có lắm mọi người. Đó, mấy bác chơi mỗi bữa có mấy đợt có gì mấy con mà nó màu hồng. Mấy bác chơi nữ tính chứ em thấy người ta chạy tập thể dục nha, nam nha vẫn đeo kính màu hồng bình thường mọi người. Thế nên quyết định là em chưa cái kính màu hồng thì không ai mua thì em sẽ đỡ lại đeo tập thể dục luôn. Ngang 140 nha mọi người. Phần cao nhất cũng trong tầm 37 ha. Trông rất là đẹp nè. Con này chống UV nha người, của Fila nha. Fila. Đó. Nên Taiwan là Đài Loan nha mọi người. Cho bác Nam mặc từ 140 trở lại thôi nha. Trông rất là đẹp nè. Đó. Mặc 140 trở lại nha. 804 202. 805 200k nha. Đó.
con này trồng nó màu gọi là màu gì nhỉ, màu xanh 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 nhạt, xanh da trời, xanh nhạt mọi người. Đó, mọi người có thể đeo đi đêm đi ngày được luôn nha, chống UV đó, chống UV và nó chống ánh sáng xanh luôn nha mọi người. Đó. Người ta đó chống được ánh sáng xanh luôn nha, rất là tuyệt vời luôn. Con này cũng không có rõ thương hiệu người, nhưng mà còn khá là mới nha, khá là mới, nam đeo được nha mọi người, em đeo vẫn thấy đẹp chán mọi người, không có phút đời mà nó nữ tính á, nam đeo ok luôn nha. Trồng cao 38, ngang là 1445 nha, còn mách tầm 17, trong ánh xanh nha mọi người, trồng cũng khá là đẹp, sức tơ xí này thôi, đó, trong ánh xanh nha, còn khá là mới, nhẹ, 805 200k nha. Đó, không phải là con nào mà trồng râm cũng chống được ánh xanh nha mọi người. À, ví dụ như em lấy thử con này nha. À, trồng nó đen đen này nè. Đó. Nhưng mà nó không có chống được ánh xanh đâu. Ô, con này chỉ chống được. Ủa, nó chống được rồi. Con này. Nhưng mà mấy cái kính ngoài đường không kính ngoài đường hoặc là những cái kính nó cổ quá, ồ chống được nè. Nè con này. Tại số máy kính si này là chống được xanh xanh hết mọi người. Thường thường mấy cái kính mà mua đường á, test là xuyên ở nhà điện thui lùi nhưng mà rồi xuyên qua luôn. Họ vẫn không chống. Đó. Thử con này thử nha. Con kính lão và có màu thử nha. Có màu là mình có thể đeo đi đường đúng không mọi người, đó nó vẫn hơi tím nhẹ này, nhưng mà nói chung là con màu đen này thường không ai đeo để đọc sách đâu. Rồi tiếp tục nha, hơi lạc đề xíu mọi người, 806 140, con này trong ánh sáng xanh nha, trong ánh sáng xanh, trồng không độ mọi người, đeo đi đêm là nó có chống UV luôn nha, trồng trong veo nè mọi người không, nhưng mà nó vẫn chống UV nha mọi người đó. Cho ánh xanh chống UV nha. Thông số của nó là 48241422 ha. Ngang là 143 nha mọi người. Trồng nó chiều cao là 42. Trồng cũng khá là ok, người có sức tơ nhỏ ngọt ít nha. 140. 18 là 6. Cho ánh xanh nha mọi người. Mấy cái trồng thấy kính trăm mấy 200 rồi chứ mọi người đi cắt một cái kính ánh xanh mấy trăm ngàn triệu bạc ấy. Nó chỉ có hơn phần chống trầy xước rồi chống bám nước rồi thôi chứ còn chống ánh xanh này chưa chắc gì hơn rồi nha. Mình cho cái trồng 800-900 triệu à, có sức tơ rồi đó. Mà vẫn xài được người trăm ngàn người đeo đi đường đọc sách báo được ha, chống được UV đấy nha mọi người, trồng trong suốt rồi cho nó mình chống UV nha. Ngang là 142, trồng cao là 42 nha, có xước xước trên mặt nè mọi người, con này xước nhiều nên em bán xước tơ nhiều nè, anh bán 100k thôi nha, 807 100k 808 đó. Con này thì nãy em test thử rồi nha, trong ánh sáng xanh luôn nha mọi người, nhưng mà nói chung là vẫn phải nó màu màu trà này đó, và nó vẫn chống ánh xanh nha, vừa thời đeo ngồi quán cà phê xem điện thoại đó, giảm đông mắt nè, giảm ánh sáng đèn điện này kia rồi, ánh sáng đèn điện cũng có ánh xanh nha, mặt trời này kia cũng có luôn đó, ánh sáng tốt là nó vẫn xuyên qua được nha mọi người đó. Con này trồng rất là đẹp này, trồng được keng luôn, màu trong suốt này, còn mới tinh nha mọi người, này mua gì cho con gái hay xem điện thoại cũng được, nam đeo cũng được, thấy form tròn này nên nam đeo cũng nhiều, trồng trong suốt nha, khá đẹp, vừa trong ánh xanh nha, vừa có râm luôn nha, còn rất là đẹp mà. Có hai cái nút vàng ở đây vẫn lê rất là chắc chắn nha. Con này nói chung là nhìn rất là cứng cáp của người,
Ngang là 1,42 nha. Trồng cao là 40-45. Cầu mắc 20 nha. 808 200k nha. Tám không chín 100k. Đó, con này nó vừa râm vừa đó. Vừa đeo đi đường được nha. Có sức tơ xí ra thằng người. Có logo này. Có thương hiệu nè. Nắng lên, nắng lên thép nha. 100k luôn. Ngang là 1,40. Trồng cao là 45 43 nha. 809 100k. Tám 10 104 nha. Đó, con này à, nó có chống ló nhẹ thôi nha mọi người, chống nhiều. Đó, nhìn cho thôi nè, đó, nhưng mà nó rất là trong suốt nha. À, trong veo luôn. À, đó. Con này có thể là đi đêm được luôn nha mọi người. Đó. Màu xám khói như này nè. Đeo cực kỳ dịu mát luôn rồi. Có xước phía trong. Này. Nhưng mà nhựa nhám nha, nhựa nhám xám. Màu xám tro và nhám luôn. Nó rất là khó trầy xước hơn những cái trồng cái gọng mà nó bóng loáng. Bắn lên, bắn lên hai cháu ba cháu đẹp luôn. Thông số là 51-17-143. Con này ngoại quan còn mới đẹp mọi người. Ngang 147 mà bà mà càng dày trong nó 140 rồi. Mặt 142 trở lại ha. Trồng cao 45. Con này đẹp nha. Đẹp luôn. Nam nêu được luôn. Nó gọi là unisex ăn rồi, là nam nữ đều được hết. Tiếp theo. 811, con này 170 nha mọi người. 170k. Đó, mấy cái này là trồng BK, trồng không phải trồng thủy tinh nha mọi người nha. Đó, khi nào trồng thủy tinh thì em sẽ báo nha. Hình như là lô này cũng không có con nào trồng thủy tinh đâu mọi người. Đó, lô sau chắc có. Nếu có trồng thủy tinh thì em sẽ báo nha, còn không có thì em sẽ không báo. Đó, càng nhựa nha. Nhựa càng là kim loại bọc nhựa nha mọi người. Bản lê này. Bản lê 3-4 chấu rất là cứng cáp nha. Này là gọi là máy chấu ta. 1,2,3,4 à. 1,2,3,4,5,6. 6 lớp à. Nhìn bản lê chắc chắn đó nha mọi người. Con này giá hàng ok nè. Nhiều người có thể đây dây mát rồi bài bản nha. Con này nhiều người đeo với dạng kính râm có thước tơ nha. Sau này mọi người thích thì đeo cái kính cũng được. Con này nhìn trẻ trung đó mọi người. Lớn vẫn đeo được mọi người. Mấy bác nữ lớn vẫn đeo được. Nam đeo được luôn nha. Nhưng thuộc dòng unisex là nam nữ đều đeo được hết. Ngang là 1,42. Trồng cao 40 nha mọi người. Đó, kim loại bọc nhựa màu vàng ha. Đó. Các nào bị mồ hôi muối này mua mấy con này đeo ok, khỏi sợ nó bị tróc xi này kia đang càng đó mọi người. 811 170. Đó, vừa râm mà sau này mọi người có thể lấy càng cũng đẹp. Lấy gọng 812 204 nha. Đó. Cái con này là dừa ánh xanh nè, dừa đa trồng nha. 0,75-1,5. Rất là hiếm khi gặp con này nha mọi người. Nhưng hầu như là hồi đó giờ em gặp lần đầu tiên. Nó vừa trắng xanh mà nó vừa đã trồng rồi. Đấy là em thôi nha, chứ còn mọi người thì không biết, nhưng mà đối với em thì lần đầu tiên là trong lô hàng có một con mà vừa ánh xanh nè. Đó, vừa đã trồng này, từ 0,75-1,5 nha. À, nó có một số xước trên đây. Này, xước này. Trên này đó. Đó. Càng nó đây. Càng thấy kiểu dạng dẹp ngang rồi mọi người, không? Đây, logo tên hãng nó nằm ở dưới đây mọi người. Linbert ha. Đó. Càng rất là độc luôn. Gặm cực kỳ nhẹ nha mọi người. À thấy không? Đó. Cái đây là chỗ cái viền nè mọi người. Còn phía trong thôi nha, không bị hết. Đó. Cái ánh sáng thì xanh tròn đó. Mà nói chung là cái những cái chỗ vết xước thì không ảnh hưởng mọi người. Nhưng mà nó hơi xước đó thì em bán người giá mềm 24 nè. Gọng cực kỳ nhẹ đó nha mọi người. Nhật tân luôn. Rất là độc lạ luôn. Càng có bọc cao su đồ hết nha. Ngang là 1,40-1,42 nha mọi người. Trồng cao là 30.
Đó. Cực kỳ nhẹ luôn. À, con này là 812 nha, 240 nha mọi người. À. Đó, này giải nó từ 0,75 tới 1,5 nha mọi người. Đó. Đó. Nó trên lệch nó ít thành ra mọi người khó thấy nhận biết được. 812 254 ha. Ít khi gặp con đó mọi người, vì trong ánh thân xanh. Rồi, con đây là lão một độ nha và trong ánh thân xanh luôn nha mọi người. À, đó. Của Zin nha, Zin. Trông rất là đẹp luôn không? Đó, đẹp keng luôn. Này, phân càng của nó đây. Đó, chỉnh được nha. Đó, chỉnh nắp được. Đỡ cái độ bám vô khuôn mặt của mình nè. À. Mặt mình bề ngang nó hẹp hay là nó dày thì mọi người sẽ chỉnh nó. Thông số nó đây. 54.3 18149 nha mọi người. Đó. Con này zin thì nhà máy của nó đặt ở đây thôi chứ còn nó là của Nhật nha mọi người nha. Zin Nhật, nhà máy sản xuất của nó thì thường nó đặt ở Trung Quốc. Đó là nhà máy của nó nha mọi người. Kiểu như iPhone điện thoại mình. Là nhựa của nó là kiểu cái nhựa bọc cao su người, rất là dẻo nè. À, và kiểu rất là mềm mọi người. Đó. Càng cũng vậy nha. Đó, giọng cực kỳ nhẹ luôn. Kiểu đen nhám mọi người, giọng sạch đẹp ha. Con này quang khá đẹp. Ngang là 143. Trầm cao là 35 nha mọi người. Đó. Nam đeo đẹp ha. Nay nhiều người có thể lấy gọng cho này cái kính cận cũng đẹp. Đó. Zin. Phần càng chỉnh được nha mọi người. Đó. Rất là hay. 813 259 nha mọi người. À, mọi người lưu ý cái là em không có bán hộp nha. Hộp thường thường về nó theo kính. Cái nào có hộp thì thường mấy cái lô kính cổ hoặc là cái lô có hộp thì nó mới có hộp nha. Cho nên em không có bán hộp cũng không có tặng kèm mọi người có hộp được. Đó, mọi người tặng kèm hộp thì không có nha. 814 100k nè mà mong người thông cảm. Con này một độ nha, lão một độ. Ô, gồng trồng này còn rất là ok luôn rồi ha. Lô này trồng còn rất là đẹp luôn. Ngang 138. Cao 25. Ví dụ kính gì con nào có hộp thì sẽ bán kèm hộp nha. Có nhiều cái nó hộp nó cũ quá thì đa số cũ hộp bỏ. Thì thường là mua hàng á là một là những cái kính đắt tiền, hai là những cái kính mà cái hộp gì là tốn phí vận chuyển rồi em không có mua những cái lô mà có hộp nhiều. Thì đây em không có hộp ở tiền kèm nha mọi người. 814 100k. Con này ngang 138 nha. Trồng cao 25. Giọng khá là trồng với giọng khá là đẹp mọi người. Mà hàng này không có tên tuổi nhưng mà chữa cháy thôi. Đó. Nam nữ đều được nha, chữa cháy ok. Tiếp tục. Con này 816, con này cũng 1 độ rưỡi nha. Con này 1 độ rưỡi. Con này Made in Japan luôn. Ôi trời. G-Sprint. Thông số 51, 17, 136 nha. Có gì mắc luôn. Ồ, con này ngon. Giọng còn láng cót luôn. Bên mặt nó hơi nhỏ mọi người. Nam thì thích trong to, ngang 140 nha. Chiều cao của trong là 25, thường người thích mấy cái chồng to. Chồng nhỏ thì sẽ bán rẻ. Ủa cái con này rẻ ta. 816 121 độ rưỡi cho người. Ồ. Con đẹp quá. Lỡ. Hình như lộn giá. 1 độ rưỡi cho người, lộn giá sao không người. Em thấy con này 120 quá rẻ đó. Tại vì thời gian mà chuẩn bị đồ lên gấp rút quá em có thời gian nhiều mọi người nhiều khi sơ sót. 815 209 những nha, con nào mà nó lỗi trong đây mới phát hiện ra thì em sẽ chỉnh giá trong đây. Con này của Lesre rồi đây, thông số là 58 17 140 nha mọi người. Trồng có một số vết xước nhỏ, con khá đẹp đẹp kia. Ủa, con này quá đẹp luôn. Nước sơn người, nước sơn còn đẹp luôn nha. Đó. Ngang của nó là 143 nha mọi người, ngang 143. Trồng nó cao là 37 ha. Đó. Rồi, con này là kính lão mọi người nha. Lão một à. Con này lão một độ rưỡi nha. Đó. Đó ha.
cho mấy bác đi nắng, đi đường, ngồi quán cà phê hay là nhẹ độ, ngồi đọc sách báo vẫn được nha. Một đô rưỡi mọi người, đẹp keng luôn ha. Sơn trên dưới đồ ngon lành luôn ha. Con này quá đẹp. Dòng thương nha, không phải dòng Titan nha người, 815-259. Rồi, con này của nữ cũng một đô rưỡi luôn, cũng y vậy nha. Chỉ có hai con nha mọi người. Đó. Một đô rưỡi luôn nha. Và bác nam nào thích thì đeo cũng được, ok, không vấn đề gì hết. Em thấy nó cũng không có nữ tính lắm mọi người, không có hoa bông nào lắm. Trồng cũng đẹp keng luôn, có một số xước nhỏ khó thấy à. Đó, đẹp keng nha. Nam đeo vẫn được mọi người, nhà mắt mới tinh luôn rồi, độ mới nó khỏi biết luôn. Hoa nha, con này cũng hoa rồi, hơi nữ tính thì thường thường kính nữ sẽ bán rẻ hơn nam. Titan nha người, dòng Titan luôn nha, của Hozan rồi. À, bác nam nào chịu khó đeo vẫn được nha. Make in Japan nè, Titan luôn, mới ken rồi thôi, đồ mới nó khỏi bàn luôn rồi. Mấy kính này mà mấy shop khác bán cho ngoài chắc 700-800 nha, 500-600 nha mọi người. Khi cả triệu rồi, chết rồi, 817-277 nha. 818, 1 độ rưỡi luôn, con này 120k. Đó. Con này của Zin luôn, đó. Zin là của Nhật nha, thương hiệu của Nhật. Nhà máy sản xuất con này thì không thấy. Thông số là 52-15-140. Trồng thường rồi, có một số vết xước nhỏ, không đáng kể nha. Cho đi dơ này, lâu lâu xong. 1 độ rưỡi rồi người, 120 cho các bác chịu cháy. Ngang 138, trồng cao 34, nhẹ nha, ô nhẹ, gọng nhẹ, dẻo, nhẹ tân luôn, nam nữ đeo được không mọi người, nó không có nam tính lắm thôi. Đó. Thông thường là em coi phim mà mấy anh Nhật là thấy nè, đa số nó đeo kính nè, mấy anh Nhật là hay đeo kính chút chút nè, ha, mấy anh Việt Nam không người hay đeo kính nhỏ nhỏ đó, à, còn phim gì thì phim gì cũng vậy, phim Nhật là đa số em thấy đeo kính nhỏ nhỏ, nam nha, nhớ rồi. Thấy người ta chuộng đeo kính nhỏ như vậy không? 819, 1 độ rưỡi luôn, con này 140. Đó, logo thương hiệu rồi nó mờ hết rồi. Thông số là 53-18-135. Càng nó có dơ dơ, dùng người lâu lâu xíu sạch. Đây bản lề nó hay à. Đàn hồi luôn. Ngang là 142, trồng nó cao 27. Trồng không có xước nhưng mà còn khá là đẹp mùa. Trăm tư nha người, 1 độ rưỡi, 819 rồi, 820, con này 100k, con này có 1 độ rưỡi luôn, này kính 1 độ rưỡi nhiều mọi người, xước tơ mà có này, mình trồng ra thì ít xước tơ hơn, và ngoại quan ok nha, đó, giống nhựa nha mọi người. Ngang 138, trồng cao 32, 820, 1 độ rưỡi, 100k nha mọi người. Đó, lưu ý đơn dưới 300 ngàn mà được muốn một ship thì phải thêm 15 ngàn như trong tiền chuyển khoản mọi người nha. Còn COD á, người nhận kiểm tra thanh toán, phí ship là 28 ngàn nha mọi người. Rồi, tiếp tục. Lên người con, lại 1 độ rưỡi tiếp nha. 1 độ rưỡi, đổi màu nha mọi người. Dòng Titan luôn. À, cái giọng nó thì không, cái nước sơn nó còn một số vết tơ nhỏ rồi, không đáng kể nha, tổng quan thì rất ok, một số vết tơ nhỏ rồi người. Dây mắt này, con này của Valentino nha, dây mắt này là thường của Valentino, Titan nha mọi người, thông số là 57-15-140 ha. Đó. Càng có một số vết xước nhỏ này, Valentino rồi. Một số vết cắn li ti nha mọi người, chung là tương đối ok, trồng tương đối ok. Mấy con này là đều có tráng lớp chống UV hết nha mọi người. Thấy lại đổi màu thường là để trắng,
nắng càng lớn là màu đổi nó càng đậm nha. Nó chỉ màu khói thôi, không có đổi màu và đen đen thui đâu nha mọi người. Đó. Ghê chưa? Mình màu khói như thế này. Bình thường thì nó màu trắng. Đó. Trồng trong veo mọi người thôi. Mùi các cái trồng thủy tinh thì khá nặng nề lắm, mà lên cỡ 2 độ rưỡi 3 độ nó nặng nề lắm mọi người. Thật sự là khi mà ba em đeo hay là người nhà em đều khuyến khích là đeo trồng mà mica hết mọi người. Trồng 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 nhựa trồng mica đâu hết, không có khuyến khích đeo trồng thủy tinh nặng nề lắm, dễ rơi rớt thằng này kia. Rồi nó có nhiều trồng mica nó có nhiều sự lựa chọn nha, nó tráng nhiều lớp này kia lên nó rất tốt mắt, bảo vệ chống hơi thở này kia lùm lum mắt. Đâu đa số là em cũng vậy hay là người nhà em đều xài trồng mica hết mọi người. Chứ còn thì nói là đồ thủy tinh không gây ảo giác thì lùa lùa gà thôi, chứ em thấy nó chả lệch máy nó nặng nề hơn. Ngang 140 45 nha. Trừ á là đối với kính râm á, thì ok, kính râm thì em thấy trồng thủy tinh là đeo ok nhất đó, nhưng mà kính lão này kia thì khuyến khích mọi người nên đeo trồng mica này kia tốt hơn nha, trồng các chất liệu khác ngoài thủy tinh nè, nếu mà trồng kính kính lão kính cận á. Rất là ok nha. 320 mà 821. Có một số cái kính nó sình á, sức cao này kia hay là thủy tinh mà cũng sình á thì nó cũng mỏng mọi người, nhưng mà bình thường mọi người đi cắt cái bình thường thôi, nặng nề lắm. Nếu mà thủy tinh chị cui đeo xỉu lên xỉu xuống Made in Japan Middle Forward gì đây, con này 175 nha mọi người, lão 175 cảm thương nhé, cảm tương đối ok nè mọi người. Ngang là 130, ngang 135 nha, trồng keo là 38 nha mọi người, trồng keo 38. Lão 175 ha. À, trồng cũng tương đối ok nha. Xúc tơ xíu xíu à. Hay do gió băng tay người lâu có sập. 170k mã 175. Rồi con này tiếp tục con 175 tiếp. 175 nha, con này đổi màu nha mọi người. Dòng Titan B. Dòng Titan. Dòng nó có một số vết xước cũng nhiều rồi. À, li ti. Xước chân kim ở trên rồi. Càng này không có. Lớp mẹ vàng ngoài người nó bị nổ một số chỗ này. Và dòng Titan nha. Đó, con này là 175. Là 175 nha. Cũng đổi màu khói luôn nha mọi người. Đổi màu khói luôn. Ngang là 14, ngang là 140 nha mọi người. Trồng cao là 40 luôn. Hai ba hai 270k nha mọi người. 232 270k. À, 832 chứ 8 823 chứ. Con này là 824 200k. Con này lão 175 nha mọi người. Lão nha. Lão có màu râm đen. À, đó. Đó. Là 175 nha mọi người. Kiểu phong cách vậy. Dòng xếp nè, xếp lại. Xếp sao ta?
xếp xếp sao ta? À, nói chung là xếp được rồi, xếp được, xếp sao ta? Đó, gì tự nghiên cứu xếp nha mọi người. Kính độc lạ đó, ngang tầm một ba mấy thôi, chiều đây nở của nó là tầm một 40 hết hết đát nè mọi người. Đó, con này bán nằm mặt tầm 40 trở lại thôi nha, trồng nó cao chỉ có 25. Dòng của Nhật nha. My my space. Bây giờ gấp gấp lại khó chịu ha. Lão 15 nhiều người, con này 824 200k. Tiếp theo 820, con này 220 nhiều người, con này lão 2 độ. Thương hiệu là con này thì càng quá đẹp luôn rồi, rộng quá đẹp luôn. Cái này dơ dơ leo quá sạch nè. Đó. Leo quá sạch. Đó. Nước sơn nè. Nước sơn bóng đen đen bóng mọi người, Black Knight á. Rất là đẹp luôn nha. Nói luôn khá đẹp luôn mọi người, rất đẹp mọi người bắt bẻ không? Đó, nhưng mà đối với rộng mà xài rồi như vậy là quá đẹp luôn nha. Đó. Rộng kim loại thôi nha mọi người, không phải rộng titan ha. Ngang là tầm 137, trầm cao là 35 nha, bán ra mặt 140 trở lại thôi. Đây con này dây mắt metal phủ sơn đen bóng đêm Black Knight 5317 143 nha, ngang là tầm 140, ngang 1337. Rồi con này 220k, lão 2 độ mọi người nha, lão 2 độ. Tiếp tục 826, con này 220k luôn, con này cũng lão 2 độ luôn, con này gần titan nha, con số là 54 17 142. Cảm con này xuất sắc nhiều lần thôi. Xuất tơ này dây mắc cái càng đây, phần này lão hóa cũng nhiều. Tiếp tục là bị nổ lốp vàng bạc vàng ở sau đây được không đó, mà tổng quan để nhìn này con ok đó mọi người, còn khá đẹp luôn rồi. Ngang là 142, gặm cực kỳ nhẹ luôn nha, titan cực nhẹ luôn. Đó. Nhược điểm duy nhất của nó là nó bị nổ lốp vàng là xeo càng rồi nha, được không? Đó. Đây, đây nó vậy chứ không phải nó bị gì đâu mọi người. Tương đối. Trầm cao là 35 mọi người nha, 826, 220, lão 2 độ ha, gặm titan đó mọi người. Hay không được mới lắm. Tám hai sáu hai trăm hai không được mới lắm rồi. Bằng cứng cáp nha, vẫn là bằng cứng cáp rồi. Tiếp tục 827 240k. Con này đổi màu 2 độ mọi người nha. Gọng cổ này. Gọng mạ kiểu vintage cổ rồi. Sơn trên đây còn ok nè, sau nữa cái mắt này kêu ok nè, trừ một cái chỗ thôi, phần cuối chỗ càng ở đây rồi ha, tróc lớp sơn mà này đây nữa, còn lại tương đối ok mọi người. Thông số 54 16 140, cái lớp nó mẹ kiểu anti que, người không thích thì bỏ đi cũng được nha. Đó. Tổng quan cũng còn ok lắm mọi người. Con này lão 2 độ nha, đổi màu luôn. Đó, con này rồi màu sống khói nha mọi người, mọi người thể đeo đọc báo sách báo bình thường rồi đeo đi nắng luôn được. Nhưng mà tốt nhất là không nên đeo xe nha, nếu mọi người tầm nhìn xa mọi người á, mọi người có 2 độ thì mọi người đeo cái này được, còn có là mọi người không nên nha, chạy xe đeo cái này trừ khi là tầm nhìn xa mọi người, ngồi nhìn xa mọi người cũng xài kính 2 độ thì cái này rất ok luôn. Tám hai bảy nhá, 204 đổi màu, quên con này ngang là 137 nha mọi người, trồng nó cao 40.
24 mà 827 ha. Rồi cặp này cho bác nào chữa cháy 828 100k hai cái nha. Kính 2 độ. Hai cái giống như nhau nè. Ha, trồng không có bị xước tơ nhiều đâu nha mọi người. Con ok lắm, này lâu quan cái là sạch nè. Cho các bác chì chữa cháy nha. Hai con này ngang tầm 135 bằng 140 trở lại đều được nha. Mình chữa cháy ok. Trồng cao 37 nè. Ha, 2 độ mọi người nha. Này thì đeo rơi rớt rồi vỡ đi câu cá này kia làm vườn. Rớt không bỡ không tiếc, không xước không tiếc. 828 100k. À, đôi lúc mà cũng phải cần những cái con chữa cháy chứ không hẳn lúc nào cũng thay con xịn rồi. Thì rủi ro cao. Em kích 900.000 rồi em còn rớt giữa đường đứng khóc rồi. Lão 225. Con này 170 nha. Con này cũng của Zin nè mọi người, Zin của Nhật nha. Nó bị bể chỗ đây xíu nè, thấy không? Đó, chút xíu thôi nhưng mà cái thương mắc mình sao không sử dụng phần của gấp cái thôi. Đó, xung quanh này thôi mọi người. Thân này nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Ảnh hưởng tới cái thẩm mỹ xí thôi. Đó. Giọng dẻo nha, dẻo nhẹ. Cực kỳ nhẹ luôn. Bác nào mà hay bị kết ứng da này kia thì những cái gọng kiểu zin job rất ok luôn rồi. Đặc biệt là thằng zin ngang 140 ha. Trồng cao 30. Cái gọng này nè. À. Gọng này nè, đó. Mấy cái gọng đây nè, à. Hay dị ứng này kìa, những gọng này rất ok luôn. Tám 29 170 nha, con này lão 225. Rồi, tiếp tục mọi người nha. À, con này là mẹ 830. 180k ha, con này 2 độ rưỡi nha mọi người. 2 độ rưỡi. Đó, nó là gọng treo nhưng mà treo ngược nè mọi người. Ha. Treo nhưng mà treo ngược nha. Có sút tơ nhưng ít à. Nói chung còn rất là ok, tương đối ok đó. Sút tơ ít nha mọi người. Nói chung còn khá là ok đó. Sút khó thấy đó nha, nhỏ nhỏ chấm chấm. Chữ thì nó mờ hết rồi mọi người. Dây mắt nè. Rồi để em đo ha. Con này ngang nó là 138 ha. Chiều cao trồng là 30 30 mọi người, 30. Đó. Cao mắt là 20. Càng 140 nha mọi người. Càng 140. Nước sơn còn rất là ok nha mọi người. Xước là khó thấy lắm mọi người, xước tơ. Đó. Dòng treo ngược nha mọi người, treo nha nhưng mà nó treo ngược như vậy nha. Thường mà nó sẽ treo như vậy đúng không? Hai cái này là treo ngược vậy nha. Chứ không phải là bác bác lộn bản lề hai bên càng này nha mọi người. Nó kiểu như vậy rất là độc luôn. 180. Lão 2 độ rưỡi nha mọi người. Tiếp tục con này 8831. Con này 200k nha. Con này cũng 2 độ rưỡi luôn. Này giọng thường hay sao nha. Mở. Cái này có lách cơ vàng, lúc vàng nó có phôi phai rồi mọi người. Chỗ Camure đây. Dây mắt này. Dây mắt từng còn ok lắm mọi người. 51, 16, 140 nha. Con này như dòng Titan đó mọi người. À thế này. Chữ cái Titan này. Đục. Nó không được đẹp lắm thôi mọi người. Đó. Lách cơ vàng, lúc vàng này nó phai phôi nhiều chỗ rồi. Em đánh nó cho nó đều luôn rồi nha mọi người. Đó. Con này nhiều cộng titan đó mọi người. Nhưng ngoại quan còn tương đối ok đó, bản lề được cáp đó nha. Đó. Đó, đồ con này ngon nè. Trồng cũng khá là đẹp đó mọi người. Có sức tơ thì mà còn khá đẹp đó nha mọi người. Đó. 831 200k nha. Con nào thì tin em báo nha. Lâu nay không có thì tin đâu mọi người. Con này không có. Con này thì tin nè nhưng mà con này lấy gọng thôi nha mọi người. Rồi, hết kính lão rồi nha. Khúc này là em bán lấy gọng thôi nha. Đó ít đây là nghĩa là mình đừng hỏi nè. Nói chung là ít đây là không có lấy được cái trong nha. Nó là kính lão mà cái này lão tầm 6 7 độ, 7 8 độ mọi người. Lão nặng luôn. Thì tin nè. Rất là nặng. Con này lấy gọng nha. 832 354. À,
có mai này, cái này gì người muốn đẹp thì giờ xin lại với em nha. Cái phần càng nó còn bị ra một miếng nhựa này, người thợ thay dân giờ thay miếng khác đó, em để nguyên bản luôn, dính gì nè, cậy ra nha mọi người, thì nó là bọc vàng nha, bọc vàng nha mọi người. Đây về mọi người cậy ra dây mắt nè. Đây. À, 1/20 12K nha. Thông số là 52 16 135 nha mọi người. Bọc vàng thành ra về mọi người thay cái đây đi, rồi là mùi tháo ra. Mùi đánh vệ sinh thoải mái luôn nha. Thì nó bọc rất là dày, 1/20 luôn, là mọi người về vệ sinh đánh bóng thoải mái. Không có sợ bị xi vàng, lớp bọc vàng lông chôm. Này là dính gì đâu mọi người, cậy ra nha. Đó, chứ chưa bị tróc tróc vàng đây nha mọi người, chưa bị tróc lớp xi bè đây nha, lớp bọc đây nha. Đây dính gì này, cậy là ra hết. Cái này nam đeo được mọi người. Đó, giờ người tự dọn với ha. Ngang 1.33. Trồng cao 40. Đó, này giờ người tự dọn với em. Bọc vàng. Bọc vàng nha mọi người nha. 832 34. Tiếp tục 833 28 nha. Con này cũng bọc vàng luôn, nhưng mà nó lại nghiệt cái là nó không biết phải bọc vàng trắng không mọi người, nhìn nó màu trắng nè, đó trắng bóc luôn mà rất là đẹp nha, mới người thôi mới tinh luôn nè, nhưng mà nó lại màu trắng nha, nhiều khi nó xi một lớp trắng ở ngoài hay như thế nào đó em không rõ lắm đó, nhưng mà rất là đẹp luôn, đẹp nha mọi người, từ càng tới này dây mắt rồi nè, đó tên thương hiệu đầy đủ, rất là đẹp. Dòng nữ nha, mặt dưới cũng vậy luôn đó này. Đó. Rất là đẹp luôn, bóng loáng luôn rồi. Nó đỡ đây là 12K nè, 1/20 nha. Thương hiệu đó đây luôn. Revlon nha. 4037 nha, có mã luôn nha mọi người, 4037 nè. Đó, 4057 nha. Thông số là 55 15 55 15 130 nha mọi người. Nữ đeo ha. Chung gọng đẹp lắm mọi người, bóng loáng luôn. Đỡ là dài cho chắc à gọng nha mọi người nha, nó là cận lọn nên mình chỉ lấy gọng thôi, gọng đẹp lắm, ken luôn nữ ha. Đây giờ các bác bán nữ cái kính đẹp lắm, ngang 137 nha, chiều cao trồng 40, cái kính râm hay là kính lão hay là kính cận cũng rất đẹp mọi người, gọng bọc vàng nha. Nhưng mà nó lại có màu trắng nha, nên em bán 28 thôi. Nhưng mà rất là mới mọi người, mới tinh. Mới tinh luôn. Độ mới cao, 834 256 nha mọi người. Con này là của Milestone. Milestone nè, dây mắt này. Dây mắt Milestone chuẩn nha. Còn tương đối mới đâu mọi người. Có một số điểm lão hóa nhưng mà. Đó. Các bạn con này hàng thương hiệu nha. Titanium nè, thông số là 54 16 142, màu hình nè, đó còn khá là đẹp không mọi người, bóng loáng ha, chung hàng dùng rồi mọi người, cho mình không có con này để em đo xíu nha, con này có khả năng là lão này. Như là lọn hay sao không? Lọn nha mọi người, con này lọn không lấy được trồng đâu, con này cũng gọi là mới lắm rồi, 200 cũng thương hiệu đó nhưng mà không mới lắm, 254 thôi nha, 254 nha mọi người, 240.000 nha, 834 đó, càng cái này vừa đi đánh cana là bóng lại là mọi người. Milestone này, logo này luôn nha, này hàng thương hiệu nha mọi người. Đó. Cái này hơi kiểu như ngà người vừa đánh bóng rồi nha, này là quan đẹp, form con này cũng đẹp mọi người, 138, nhưng mà cái mấy cái form này mọi người mặc 142 trở lại cũng đeo được nha mọi người, mặc 142 cũng đeo được, chiều cao là 36. Hôm nay mấy bác lớn tuổi đeo cái kính lão đeo đẹp, đeo rất là hợp. Hàng này thương hiệu nha,
834 là 254. Máy này mới đắt lắm nha mọi người. Máy đắt lắm mà rất đắt luôn. Kiểu như không phải giá sắp xỉ BlackBerry đó mọi người. 835. Con này thì bác nào mà nó là đa chồng nha, nhưng mà bác nào mà ở trên mà cặn 025 á, lão là 1.5 nha. Trên đây nè. Đây trồng nè mọi người, cho mọi người coi trồng trước nha. Trồng rất ok nè, thấy không? Ở trên đây là 025 nha. 025 đây là on nha. Âm là đại diện cho cặn mọi người nha, cặn nha. Nhưng mà nó lại khi mà xuống tới đây nó là lão 1.5 nha. Lưu ý 10, chú ý kỹ phần này giúp em nha. Để tránh mình hiểu lầm phần này. Có nghĩa là nó không phải là lão 025 mà nó là cặn 025 phía trên ha. Này dạy chúng đây của nó là 1.5 nhưng mà là lão nha. Trên cặn dưới lão nha. Đó. Cho mấy bác nào mà kiểu như trung niên đang móc mé lớn tuổi, đang móc mé mà lớn tuổi từ 4x lên 5x rồi, hoặc là 3x lên 4x á, thường thường là nó bắt đầu từ đầu cặn. Hoặc là không độ hoặc là cặn nhẹ nha, cặn 025 nè. Như em thì khúc trên này em đeo ok nè, cặn nhẹ nè. Dù sau này là lớn tuổi thì em phải cần khúc dưới đó. 107 nha mọi người nha. Rồi con này thông số là 52-19-140 nha. Nova, cái này thậm chí là gọng cũng ngon rồi, mới lấy gọng cái kính cũng ok nha. Đôi mồi rất là đẹp nè ha. Đó. Bọc kim loại nha, kim loại bọc nhựa nha. Kim loại bọc nhựa acetate nha mọi người. Đó, hàng thương hiệu. Trồng rất là ok ha. Đây coi. Trồng này thì giống trồng thủy tinh luôn mọi người, nhưng mà không đảm bảo nha. Đó, nhưng mà với trên nghĩa thì anh này bán có 10 cái gọng thôi. Mà nếu mà người về có độ mà xài được như này luôn thì rất ok. Có thể không có 1.5 được mọi người, cần nhẹ như này cũng ok. Form tròn đẹp này, cái kính ok mọi người. Ngang là 1.38. Đường kính tròn nó là tầm 4-5 nha mọi người. Con này 107, mã 835 nha. 836 160k. Đó. Con này không độ nha mọi người, không độ. Trồng nó không có độ luôn. Đó. Nghĩa nó là kính mới chưa xài, mà nhiều nó bảo quản không tốt mọi người. Cái này kiểu như cái trồng rẻ thôi mọi người nha. Đó, nhưng mà người ta đeo đi đêm cũng được. Nó không có chống UV, UV cho người, nó chỉ làm một cái trồng rẻ để mình lấy định đi cái kính thôi. Người về lấy gọng cũng được, nó là kim loại bọc nhựa, nhựa bọc kim loại nha mọi người. À, kim loại bọc nhựa, I'm sorry. Đó. Thông số này 52-17-140 nha. Con này cũng nhặt nha mọi người. Nó mất cái thông số ở đây nè, con này cũng nhặt. Giọng rất là cứng cáp nha mọi người. Con này cũng dễ đeo, dễ cái kính nè. Ngang là 1.38. Trồng cao 34 nha mọi người. Tư. Màu xám tro nha mọi người. Đó. Nam nữ đeo được hết ha. Con này 836-160k. Đó, mình đeo đi đêm cũng được, mình đeo lấy gọng cũng được, lấy gọng cái kính. 836-160 nha. 837-180k. Con này là của Paco Rabanne Paris này. Sản xuất tại Nhật nha mọi người. Ra băng này. Thằng này nó xuất qua bên thị trường Pháp, thành ra nó ghi toàn tiếng Pháp hay sao mọi người. Jabon. Jabon là bên Pháp nha mọi người. Phải không ta? À, nếu có sai sót thì chỗ này mọi người không cảm nha, nhưng mà Japan hình như là bên Pháp sức bán ghi chữ Japan đấy ha. Cái chữ B này như mắt còn mất mới nha, gọng ba mảnh nha mọi người. Đó, gọng thường thôi, lấy cái vàng, nước vàng còn ok. Thông số là 56-15-130 nha. Nhưng mà mọi người gì thích cách nó to rộng hay là vuông 142. Cái loại càng này mọi người cách kính nam được nha. Đó, em thấy nó không có màu mè này, không có hoa văn này kia và nhìn cũng rất là nam tính được. Mọi người giờ muốn cắt nam tính thì cắt cái cạnh này nó vuông thành xét cạnh xíu. À, không tí form này nam đeo cũng được nè mọi người. Đó, hàng thương hiệu đó mọi người. Cái càng nó có logo luôn. Còn khá là mới nha, 1.8 mọi người nha. Gà gọng nha mọi người. Lưu ý với em nha. Gạch phát không. Ừ. Nó gọng nha, gọng ba mảnh nha. Rồi tiếp tục con con này là gẹo gọng con nhện 1.2 nha. Hả? Hai bon độ này nó có lọn nó lệch nhiều người, lấy gọng thôi. Gọng này nó rất là hay, thứ nhất là rất là nhẹ nha, cực kỳ nhẹ luôn.
Thứ hai là nó mình đeo khuôn mặt á như đây không đeo gì luôn. Đó, đeo cái kính cận, kính lão thì ok hết nha. Mình thả khuôn mặt nó rất bám mọi người. Rồi, cái này nó sẽ bám vô khuôn mặt mình nè. Mà cực kỳ khó rớt nha. Đó, vì nó rất là nhẹ mọi người. Nó rất là nhẹ, nó khó rớt á. Cái này rất hay nè, đó, đọc đây. Ok chưa? Nó là ba mảnh nha mọi người. Liên kết chốt. Thông số nó thì mờ ra người mắt hết rồi. Đó. Em đo tàn thông số đây nói nha. Đó, nhưng mà mọi người quan trọng là nó nở to nè. Khuôn mặt nào nó cũng ôm được hết mọi người. Không quan trọng cái thông số con này đâu. Nhiều người thích cắt theo trồng mẫu thì trồng mẫu hiện tại nó đang cao 30 nè. Mình thích cắt to ra cho phù hợp với khuôn mặt của mình cũng ok nha. Dài ra cũng được nó. Đó. Cứng cáp. Bám khuôn mặt. Dịu dai ha, người dịu dai luôn. 120 nha mọi người. Mã 838. Đó, nhựa nha. Tiếp tục 839 nha, con này 180k. Con này thương hiệu Mavic nha mọi người, Mavic Design. Mavic này thường thường trên kính Đức nha. Dòng Titan nè, rồi, đồ mới nè. Người thấy không? Mới. Lacquer vàng nha mọi người, lacquer vàng mới tinh được không? Đó. Đó, mới keng. Thấy chưa? Nữ nha mọi người, kính nữ. Con này cũng lấy rộng nha. Lấy rộng thôi nha mọi người. Đa trồng của mình nó có lọn. À, đó, ôi, mới keng nha mọi người. Dây mắt nè. Dây mắt có chữ N nha. Con này là của Nina Ricci nha. Wow. Không phải mọi người. Chữ Z mọi người. Mavic nè. Chữ cuối của hãng này. Thông số là 55-15 nha. 53-15 nha mọi người. Càng nó tầm 135 nha. Đó. Chiều ngang nó tầm 137. Nữ đeo ha. Rất mới nha mọi người. Mới tinh luôn. Phía dưới nè. Đó. Lacquer vàng. Mới tinh luôn. Nữ đeo ha. Ngang là 137. Rồi con này 180 luôn nha mọi người. Mới lắm nha, đồ mới cực kỳ cao, 839, 180. Vì các kính cho các bạn nữ đeo, con này đẹp lắm rồi. Tiếp tục 840, con này 180 luôn. Con này thương hiệu là Shishu Hao, con này của áo mọi người nha. Của áo ha. Càng nè, dạ đá. Cái phần dưới này nó hơi lão hóa, thiếu một người gì đánh bóng với em nha. Thông số ở đây, 54, 17, 135. Có mã đầy đủ ha. À, dây mắt xích hao này. S. Cái này của áo mọi người nha. Cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng đúng rồi. Con này sản xuất tại Nhật. Nó bị nứt lằn như đây thôi. Còn lại là tương đối đẹp nha. Nước vàng, nước sơn nó còn nguyên nha mọi người. Nước vàng cho nên nó có sơn sờn nhẹ mọi người. Dòng này cái kính đẹp. Ấy. Mùi kén quá mọi người. 840, 180. Dòng treo nha mọi người. Dòng treo. Ngang là 142. Trần hiện tại nó cao 42. Đó. Cái này của áo mọi người nha. Dòng của áo. 840, 180 nha. Tám bốn mốt hai đồng tư. Thấy ít có nghĩa là mười em chỉ bán rộng thôi nha, không đo độ mấy con này đâu người, nó độ tùm lum tùm la nè. Ai rộng cực kỳ mới luôn, mới tinh luôn. Mới tinh nè, cho mấy bác nào mà văn phòng hay là mấy bác nào thích cái kiểu form vừa phải không có to quá. Titan nha, thông số 49-17-138. Thương hiệu của nó đây, Made in Japan. Đó, Kenbu Kenbunroku Kenbunroku Japan. Dây mắt logo thương hiệu ra ngoài ha. Ngang nó tầm 30 mọi người nha. Chiều cao là 30 luôn. Dòng Titan nha mọi người. Bán nam mặt nhỏ. Cực kỳ nhẹ luôn. Dòng còn mới tinh mọi người. Thấy nước sơn nè. Sơn đen còn mới tinh luôn. Đó, mới cực kỳ luôn. Mới ngồi ngóc ngách luôn. Sau nó có caro phối với cái màu càng nhựa sơn màu khói.
Mẫu độ mới cực cao luôn mọi người, nhưng mà form phù hợp với khuôn mặt nhỏ. 841 240, 842 200k nha mọi người. Con này là của Chăm Anh Chắp Mắt. Cái này không phải bị chóc sơn nè, mà là cái kiểu của nó làm hai kiểu của nó làm mọi người, chỗ đây chắc lên màu nâu, không phải là cái nước sơn nó bị phôi đâu nha. Lưu ý phần này nha mọi người. Có mẻ đàng hoàng là CH3633 36338 Titan. Titan B ha. Đó, phần nhựa càng còn ok nè. Nước sơn thì còn tương đối thôi mọi người, nước sơn có một số vết sức tơ ở trên đây. Li ti nha mọi người. Tẩy kính dùng rồi mà ha. Khó tránh khỏi một số vết sức li ti đây. Sức tơ nha, sức sơn thôi nha mọi người. Đó, nhưng mà để ý mà em để ý là mọi người không nhìn thấy đó, là mình đeo khuôn mặt cũng không ai để ý nó mọi người. Nói chung là tổng quan cái nhìn như vậy là rất là mới nè ha. Chỉ là soi kỹ ngóc ngách thì mới phát hiện ra một số sức tơ thôi. Còn lại tổng quan như này thì ok này. Phôm mặt lớn. Ngang 140 nha mọi người. Chiều cao trong là 42. Đó. Tổng quan được sơn có ok đó mọi người, không nổi 200. Titan nha mọi người. Nó đẹp kèn ngoài cái này thì nó cũng có hơn vài chục. Rồi, tiếp theo 256 843 nha. Rồi, lưu ý nha. Thiệt tình mọi người, chắc là tại vì á cái này em nói mà như mọi người coi video mọi người không có nghe tiếng, hay là tại vì em nói khó nghe ta. Đúng là có một số nơi thì em nói nhanh không nghe kịp mọi người. Mà bán nó thoải mái đó. Sửa được người này thì người khác lại khó nghe mất công. Đó. Không có lấy chồng rồi nha. Đó. Lọn người nha, lọn. Chồng râm mà lọn. Có độ mà lọn nha, lão luôn. Đó. Lão lọn, lọn lum á. Bên lọn bên không. Đó, nhưng mà cái giọng này mùi thôi, mới tinh. Giọng cực kỳ mới nè hả? Mới. Mới tinh nè, dây mắt nè. Đó. Sức sơn nè. Giọng này nó có một cái sạc ngang như này, từ trên xuống dưới luôn. Đó, nhìn rất là men. Rất là cá tính rồi. Đó. Giọng Titan nha. Titan thông số là 53 15 140. Đó. Thương hiệu là Grando, cái này là của Nhật nha. Đây. Mắc in da băng nào vậy? Sabae da băng. Giọng rất là đẹp rồi, mới tinh luôn. Mới độ mới cực cao ha. Ngang 135. Trồng cao 40 rồi. Đó. Mọi lưu ý nha, cái này chỉ lấy giọng thôi nha mọi người. Giọng thôi nha. Đó, nhắc rất kỹ trên like rồi, mong mọi người lưu ý nha. Còn rất là mới, lét cơ vàng nha mọi người. Độ mới cực cao luôn. Titan ha. Đó. 256. Độ mới cao lắm. Nó không phải là mới nhưng mà nó độ mới còn cao nha. Đó. X ha. Là không có lấy được giọng nha mọi người. Thôi lấy được chồng nha, lấy giọng. Con này Titanos. Tất cả giọng là mình Titan này. Thương hiệu là Marumen nha. OBT. Đây logo hãng đó. 100% in Japan nè. T1308. Thông số là 55 16 145 nha. Nước sơn còn mới tinh luôn mọi người. Còn rất là mới nha. Trước nữa. Đó. Lâu qua một cái là mới tinh. Lacquer vàng nha mọi người. Con này cũng Titan lacquer vàng nha. Càng này kia còn rất là ok nè mọi người. Đó. Mặc dù là dùng rồi nhưng mà giọng còn rất là ok luôn. Mới rất cao. Đó, mới kem. Ngang là 140. Trầm cao là 37 nha mọi người. Dây mắt này. 844 206. Rồi mọi người, nhà hiện tại giờ không còn cái gọng nào mà đẹp, gọng Titan nào đẹp hết rồi. Mấy cái gọng Titan nữa hết. Lô sau thì cái lô kính sau người đa số là kính cổ mọi người. Kính cổ lô sĩ với kính râm với lại kính lão. Em đi làm mỗi ngày thì em không chụp hình được người trước cho mọi người đâu nha. Tới chiều là tranh thủ thì em lên hàng soạn quen mọi người thôi. 150 mọi người nha. Con này cũng lấy gọng. Nó cũng lão mà lọn rồi. Hết
không có lấy được chồng nữa nha. Platian, biết Platian là tên hãng hay là chất liệu mọi người đó. Được rồi, càng tương đối nha. Dây mắt này cũng là lắc cơ vàng mọi người nha, đức vàng cũng còn tương đối. Form hình 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bát giác nha. Form này cũng rất đẹp mọi người, form bát giác này ít gặp, tương đối ok ha. Cứng cáp mọi người ha, ngang 130, nhưng mà cái loại dòng chỉ này mọi người mặc 137 cho lại đeo được nha, thậm chí là 140 vẫn đeo được. 150 nha mọi người, mã 1845. Rồi, form đẹp ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại phần tư đây nha, số điện thoại liên hệ 0934092367 mọi người nha, cũng là số Zalo luôn. Thì ban ngày em làm mọi người, ban ngày cái mở điện thoại mà không bắt máy được liền, mong mọi người thông cảm nha, em sẽ nhắn tin lại hoặc là chắc thương là nhắn tin lại mọi người. Ban ngày thì không nghe điện thoại được thường xuyên mọi người, em sẽ nhắn tin lại cho mọi người nha. Còn dù tối em lên video thì em sẽ nghe điện thoại được. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.